Chào ba. Con muốn nói chuyện với ba mẹ. Sao? Gặp tụi tao chứ không phải gặp con Hạnh hả? Thật ra là con muốn gặp tất cả để giải quyết chuyện dứt điểm. Con chào mẹ. Sang con, hôm nay con nghỉ làm hả? Con có đi, nhưng mà tâm trạng bất an, làm không được nên con xin nghỉ. Con đến đây có chuyện muốn thưa với ba mẹ. Con tôi đã bệnh. Bệnh gì nhà cậu đó? Gặp nó làm gì? Thôi ông, con sang đây là có chuyện muốn nói với Thùy Hạnh. Con yêu cầu ba mẹ mời cô ấy xuống đây. Con nói cái gì vậy? Lão! Con có chuyện muốn nói với Thùy Hạnh và ba mẹ. Con yêu cầu Thùy Hạnh ký vào đơn ly hôn. Sao nữa? Chỉ có vậy thôi à? Ngoài ký đơn ly hôn, nhà con, cụ thể là mẹ con, yêu cầu ba mẹ và Thùy Hạnh bồi thường cho nhà con 100 triệu tiền Việt Nam đồng. Có gì đâu mà ba mẹ ngạc nhiên. Con nói đây là Việt Nam đồng, không phải là USD. Con thấy như vậy là quá hữu nghị rồi. Hữu nghị? Hữu nghị của nhà mày có khác gì hữu nghị với bọn ăn lời cắt cổ? Mày vừa phải thôi. Mày có tin không? Tao đập mày dẹp lép như con tép như mày. Ông ơi ông, ông bình tĩnh lại coi sao. Mình chỉ nói được với hạng người biết điều thôi. Còn những hạng người không biết điều thì mình nói làm gì cho vô ích hả ông? Phải nói chứ. Phải nói một lần cho hết luôn. Nói đi. Ba mẹ thử coi con gái của ba mẹ đi. Con gái như vậy mà ba mẹ cứ bên chập chập, không biết dạy dỗ cái gì hết. Tôi dạy con tôi từng ly từng tí, nhưng nó đi với bụt thì mặc áo cà sa, còn đi với ma thì mặc áo giấy. Tôi biết làm sao được. Không biết làm sao thì bây giờ ba mẹ làm theo yêu cầu của ba mẹ con. Đền cho ba mẹ con 100 triệu đi. Con thấy so với nhà này đâu dòm nhò gì. Cậu Tôi nói cho cậu biết, từ ngày cậu và con Hạnh cưới nhau tới bây giờ, ai nói gì thì nói, nhưng tôi vẫn một lòng bên vực cậu và chị Xuôi. Nhưng tôi càng bên thì mẹ con cậu càng quá đáng. Hôm nay cậu muốn gì? Cậu muốn gì? Cậu muốn gì tôi cũng nói luôn. Tôi muốn giết cậu, giết chị Xuôi để trả thù cho con Hạnh đó, cậu biết không? Cũng tại vì con của tao, vì cái gia đình nhà mày, con của tao nửa mơ nửa tỉnh. Mày cút đi. Không đi. Cậu đi đi. Đi. Đi mày. Ba mẹ sao vậy? Ba mẹ la con được rồi, sao còn la ba mẹ con nữa? Thất đức. Đồ tham tỷ. Mày có tin không? Mày ở đây thêm một giây phút nữa, tao giết mày đó. Đi. Đi. Trời ơi, chuyện gì vậy con? Tao đấm cho mày mặt mày. Đi mày. Đi, ra khỏi nhà tao. Mẹ lên. Đi vô coi con. Ông ơi. Tiểu. Hết nói rồi. Ê, ê, ê. Cái gì vậy? Hả? Biết, biết, vô biết rồi.
gì vậy? Sao không biết? Hả? Sao mà khóc rồi kìa?